Ok, xin chào tất cả các chị trader đã đến với kênh YouTube của Trader Việt. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay Nhật Hoài sẽ hướng dẫn cho anh chị ha một cái phương pháp ha, một cái tuyệt chiêu Fibonacci, căn Fibonacci cực kỳ chính xác và cực kỳ là bá đạo, và chắc chắn là nó sẽ không giống một cái chi tiết nào ha, có một cái chi tiết rất là khác so với cái phương thức mà sử dụng Fibonacci truyền thống của anh chị, và Nhật Hoài sẽ áp dụng vào trong cái video phân tích vàng và Forex Theory Action trong tuần này, áp dụng trên biểu đồ thực chiến luôn. Vô. Đừng do dự, bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với chúng tôi. Azir, bạn muốn giao dịch gì hôm nay? Rồi ha, thị trường vàng và Forex ha. Trong những tuần này thì vẫn biến động điên dại như bình thường ha, bởi vì cái con virus nó càng ngày nó càng hoành hành. Thì nó là một cái mối nguy của cái nền kinh tế ha, và của xã hội hiện tại, cho nên thị trường nó cảm nhận được cái điều đó ha, nó sẽ phản ánh vào giá, đó là phản ánh vào cái việc là giá nó chạy rất là loạn ha, thị trường đang chạy rất là loạn, kể cả vàng, chứng khoán Mỹ, kể cả tiền tệ và kể cả các hàng hóa kim loại quý luôn. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi vào bài phân tích với vàng, và anh chị nhớ là trong những cái cặp tiền tiếp theo thì Hoài sẽ hướng dẫn cho anh chị một cái tuyệt chiêu Fibonacci rất là hay ha, và anh chị sẽ thấy bất ngờ vì cái độ chính xác của nó so với cái Fibonacci truyền thống. Rồi đầu tiên là vàng thì trong tuần trước Hoài đã có một cái view, đó chính là giá nó đã phá vỡ cái đáy dẫn tới đỉnh cao nhất ha, đây chính là đáy dẫn tới đỉnh cao nhất nè, cho nên là đã chuyển sang xu hướng giảm. Tuy nhiên cho tới tuần này và sau một cái hồi quan sát chuyển động giá của vàng, Hoài sẽ thấy là vàng nó khả năng là nó sẽ quay trở lại xu hướng tăng. Bởi vì sao? Bởi vì nó đang có một cái mô hình, đó chính là vai đầu vai ngược ha. Đây là vai trái nè, đây chính là vùng đầu nè, đấy, và bên phải này chính là vai bên phải. Đấy, vai đầu vai ngược mà chúng ta kể cái đường neckline ha, là cái đường mà đường cổ á, nối hai cái đỉnh trên này. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái đường này là xác nhận là cái mô hình sẽ được phá vỡ hay không. Trường hợp mà giá chỉ cần phá lên trên này và đóng cửa phía trên cái đường chéo xuống này là chúng ta xác nhận mô hình vai đầu vai ngược này là sẽ được tiếp diễn xu hướng. Thì thông thường ha, cái mô hình vai đầu vai ngược là nó sẽ xuất hiện trong sau một cái giai đoạn xu hướng giảm xong rồi nó sẽ xuất hiện mô hình vai đầu vai ngược để mà nó đảo chiều xu hướng giảm đó sang tăng. Tuy nhiên anh chị thấy ha, cũng sẽ có những trường hợp là cái mô hình vai đầu vai ngược nó xuất hiện đằng sau một con xu hướng tăng trước đó, giống như vàng này, anh chị thấy không ạ? Trước xu hướng trước của vàng là xu hướng tăng rất là mạnh, và cái vai đầu vai ngược này tiếp diễn xu hướng tăng, nó sẽ có khả năng là nó phá vỡ tiếp diễn xu hướng tăng trước đó. Đó, anh chị thấy cái vai đầu vai ngược nó hay chỗ đó, nó là một cái mô hình đa năng. Một cái là nó có thể đảo chiều xu hướng giảm, và cái thứ hai là nó có thể tiếp diễn xu hướng tăng. Tuy nhiên đằng nào thì nó cũng sẽ có cái tính chất là tăng giá của nó rất là mạnh. Với vai đầu vai ngược thì khi mà trường hợp ha, giá phá vỡ lên phía này thì mình tính thử cái mục tiêu cho mô hình này xem sao. Lấy từ cái đáy nè, dịch lên tới đỉnh. Mục tiêu của vàng rất là kinh khủng nha anh chị. Anh chị chuẩn bị tinh thần nha. Mục tiêu là 1850 nha anh chị. Anh chị nhớ cái lần cuối cùng mà mình đoán mục tiêu cho vàng là bao nhiêu ạ? Là 1700 ha. Và anh chị thấy nó đạm chạm chính xác ngay 1703 và nó đảo chiều rơi xuống cho tới bây giờ. Và bây giờ lần thứ hai là Nhật Hoài sẽ đặt cái mục tiêu cho nó là 1850. Và anh chị xem cái mục tiêu này có đạt được không nhé. Rồi, với kèo cho vàng thì chúng ta mua thôi ha. Chúng ta chờ cho giá phá vỡ cái đường neckline, cái đường cổ này để chúng ta có thể mua lên. Nếu mà anh chị cảm thấy mà chưa chắc ăn á, thì khi mà giá phá vỡ cái đường neckline này chúng ta sẽ mua 1/2 vị thế ha, với dừng lỗ là phía dưới của khoảng một dừng lỗ 1560 đi ha, khoảng là 1565 cũng được, 1/2 vị thế. Và trường hợp thứ hai là khi mà giá phá vỡ cái swing low trên này đó, cái đỉnh swing high chứ xin lỗi ha, cái đỉnh trên này, phá vỡ cái đỉnh trên này, chúng ta vào tiếp 1/2 vị thế còn lại với mục tiêu là 1850. Tiếp theo là dầu. Rồi ha, với dầu thì sau khi có một cái đáy ha, tạo một cái đáy tạm thời, là đây có thể là, đây là mô hình false spread nha. False, tức là sao ạ? Tức là anh chị thấy cái đáy trước nè, đấy, giá nó đã không phá vỡ qua được cái mô hình cái đáy trước, nó chỉ thọt cái đuôi xuống xong rồi nó đảo chiều ngược lên trên. Đây là mô hình false spread, là mô hình phá vỡ giả. Sau cái mô hình phá vỡ giá này, giá nó sẽ đảo chiều tăng rất là mạnh. Tuy nhiên chiến lược của chúng ta vẫn là chờ bán xuống mà thôi ha. Chúng ta chờ bán quanh cái vùng kháng cự ở trên này, đấy chỉ là cái vùng kết thúc của cái khoảng trống giá phía trên, quanh khoảng 35 cho tới 35,5, chờ
giá hình thành một setup tại đây và chúng ta có thể bán xuống được rồi. Tiếp theo là US30, chỉ số Dow Jones, chứng khoán Mỹ. Với US30 thì giá vẫn chưa chạm cái vùng mà bán tiềm năng của chúng ta ha. Đó là chính vùng đáy cũ này nè chị. Đấy. Quanh đây. Chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi thôi anh chị ha. Khi mà giá chưa chạm cái vùng kháng cự tiềm năng thì chúng ta không làm gì cả và chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi. Thành một setup ngay tại vùng này. Khoảng con số tròn 25.000 nè, dưới 25.000 một chút. Thì là chúng ta có thể bán khống xuống được ha. Tiếp theo là UG. Với UG thì Nhật Hòa sẽ hướng dẫn cho anh chị một cái phương pháp ha, phương pháp căng Fibonacci cực kỳ là bá đạo, rất là tuyệt chiêu mà anh chị sẽ phải bất ngờ khi mà thấy được cái độ chính xác của nó. Rồi, bây giờ trong cái video clip hướng dẫn sử dụng Fibonacci của mình á, anh chị nào mà chưa xem thì nhấn nút chữ Y ngay chỗ này ha. Fibonacci căn bản. Sử dụng Fibonacci hồi quy chúng ta trong một con sóng tăng trước đó ha, con sóng tăng trước đó, chúng ta muốn xác định được một cái vùng hỗ trợ mà giá tại đó có thể là hồi lại và đảo chiều thì chúng ta căng cái Fibonacci hồi quy ha, Fibonacci retracement á. Đây. Chúng ta căng từ đáy lên đỉnh đúng không ạ? Phương pháp truyền thống nè là căng từ đáy lên trên tới cái đỉnh này là chúng ta sẽ xác định những ba cái vùng quan trọng nhất là 0.382 nè, 0.5 hoặc là 0.18. Giá nó sẽ có xu hướng là nó đảo chiều khi mà chạm cái vùng này. Đó là phương pháp truyền thống ha. Tuy nhiên trong cái phương pháp mà Hòa sắp hướng dẫn với anh chị là chúng ta sẽ không vẽ như thế này. Chúng ta sẽ điều chỉnh một chút xíu thôi. Điều chỉnh như thế này. Thay vì anh chị chọn ha, thay vì anh chị chọn cái đáy thấp nhất. Đáy thấp nhất rồi kéo lên tới đỉnh của con sóng này thì chúng ta không có chọn cái đáy thấp nhất, chúng ta sẽ chọn cái đáy của cái nến mà dẫn khởi đầu cho cái đoạn tăng đó, tức là cái nến mà nó có một cái đoạn tăng mạnh nhất, anh chị thấy là cái nến tăng mạnh nhất ha, khởi đầu cho cái con sóng tăng đó, thì cái cây nến nào là cái nến tăng mạnh nhất khởi đầu cho cái con sóng này, có phải là cái nến này không ạ? Chính là cái nến này anh chị, không phải là cái đáy này mà là đáy của cái nến tiếp theo này, chính là cái nến tăng, cái nến mà anh chị thấy mà nó vọt tăng á ha, vọt tăng một phát nó khởi đầu cho cái con sóng tăng này thì chúng ta chọn cái đáy của cái nến này, chúng ta dịch cái khoảng giá Fibonacci lên, chọn lên cái dịch lên trên cái đáy của cái nến này đó, là anh chị sẽ thấy đấy, cái 0.5 nè, cái mức giá 0.5 đã chạm chính xác ngay cái vùng đáy của đáy tạm thời ha, của cái swing low này. Nếu mà chúng ta vẽ thì truyền thống thì anh chị sẽ thấy nó bị lệch đi nè. Đó, thấy cái chị, anh chị thấy cái đáy này nó không có nằm ngay đúng ngay chỗ nào cả đúng không ạ? 0.382 không phải, 0.5 cũng không phải, nó lệch. Rồi chúng ta, nếu mà chúng ta làm theo cái kiểu là như hoài chỉ nè, kéo lên, thay vì chúng kéo lên ngay tại cái đáy của cái nến mà tăng mạnh nhất ha, vọt tăng mạnh nhất, khởi đầu con sóng tăng nằm chính xác ngay mùng mức 0.5 luôn, anh chị thấy không ạ? Lát nữa mình sẽ áp dụng cho anh chị một vài cái cặp tiền nữa sẽ cảm thấy rất là chính xác với cái phương pháp này thay vì cái phương pháp Fibonacci truyền thống. Rồi ha, với cái mức Fibonacci 0.5 này là đây chính là một cái vùng hỗ trợ đầu tiên nè. Đấy, cái vùng đầu tiên ngay tại đây. Quanh 107 nè anh chị, 106.8 ha. Đây là một cái vùng đầu tiên mà anh chị có thể chờ và ba mua lên khi mà giá hình thành một setup correction tại đây. Trường hợp thứ hai khi mà giá điều chỉnh thấp hơn nè, chúng ta có thể mua lên ngoài cái vùng 0.618 ở bên dưới ha, khoảng 105.5 ha. Hình thành một setup correction và chúng ta mua lên quanh hai vùng giá này. Tiếp theo là NU. Rồi ha, chúng ta cũng thử áp dụng cái phương pháp vẽ Fibonacci hồi quy như thế này để chúng ta xác định cái vùng kháng cự mà sẽ bán xuống cho cái con sóng giảm của NU. Với cách truyền thống thì chúng ta vẽ từ cái đỉnh ha, vẽ từ đỉnh kéo xuống đáy. Đấy, chúng ta sẽ ra cái Fibonacci bình truyền thống. Và trong cái cách mới của Hoài thì chúng ta sẽ chọn ra cái cây nến mà bắt đầu ha, khởi đầu mạnh nhất cho cái con sóng tăng, con sóng giảm này, chính là cây nến thứ ba này anh chị thấy không? Cái cây nến mà có cái cú rơi xuống nặng nhất xuống này đó, và kéo xuống cái đỉnh của cây nến này thay vì là cái đỉnh cao nhất đó. Đấy, anh chị thấy là giá nó sẽ chưa chạm được cái vùng kháng cự quan trọng nhất ha, là cái vùng 0.786 nè. Đó, chúng ta sẽ chờ cho giá hình thành một setup correction quanh cái 0.786 này để mà bán xuống khi mà hình thành một setup correction đẹp. Tiếp theo là GU. Chúng ta cùng thử áp dụng cái cách Fibonacci mới ha. Thay vì chúng ta chọn ngay cái đỉnh cao nhất này, chúng ta sẽ chọn ngay cái đỉnh của cây nến mà khởi đầu con sóng giảm mà giảm mạnh, nặng nề nhất, chính là cái nến ngay cái nến tiếp theo. Chúng ta chọn ngay cái đỉnh của nến tiếp theo, kéo xuống cái đáy thấp nhất này. Đấy, là chị đã thấy nó chạm chính xác ngay cái 0.618 này. Đó, chính xác ngay chỗ này luôn và nó quay đầu giảm. Còn nếu mà anh chị vẽ ngay cái đỉnh cao nhất, thử dịch lên chút xíu đi. Đó, dịch lên cái đỉnh cao nhất thì chúng ta sẽ thấy là giá nó có một cái sự lệch đúng không ạ?
cái đỉnh ngay tạo đây ngay tại đây nó chưa chạm 0.618 mà nó đã chiều mất rồi, chúng ta kéo xuống cái đỉnh mà của cái nến mà giảm mạnh nhất bắt đầu con sóng đó, là sẽ thấy là cái sự khớp của nó chính xác đến mức nào anh chị ha. Rồi chúng ta chờ quanh cái vùng kháng cự này hình thành một suppression để chúng ta có thể bán phóng xuống. Giá hình thành hình như là nó đang đảo chiều giảm rồi anh chị ha, cho nên nếu mà anh chị bán thì chúng ta phải chờ cho giá chạm cái vùng kháng cự này chúng ta mới bán ha. Tiếp theo là EU, anh chị thử thực hành với mình ha, cái pháp Fibonacci mới xem sao, để xem cái đỉnh này có phải là một cái vùng Fibonacci quan trọng hay không. Chúng ta chọn cái đỉnh, thay vì chọn cái đỉnh cao nhất nè, chúng ta dịch xuống chọn ngay cái đỉnh của cái nến giảm mạnh kế bên, khởi đầu cái vùng sóng giảm kéo xuống đó, anh chị thấy nó chính xác không, chính xác ngay cái mức Fibonacci 0.618 đó. Và hiện tại giá đã chạy rồi cho nên kèo không có vào được ha, chúng ta không vào được. Và cuối cùng luôn chính là AU, thử áp dụng cái phương pháp Fibonacci mới xem sao anh chị. Thay vì chúng ta chọn ngay cái đỉnh cao nhất ở trên này kéo xuống đáy, chúng ta chọn ngay cái đỉnh của cái nến khởi đầu con sóng giảm ha, chính là cái nến kế bên đó, kéo xuống. Vậy thấy nó chính xác không ạ? Chính xác một cách rất là bất ngờ ha anh chị. Đây là một cái phương pháp mà mình vừa phát hiện ra khi mà đọc một cái quyển sách Fibonacci ha, chuyên sâu về Fibonacci. Trong đó tác giả của sách nói rằng là cái phương thức mà vẽ Fibonacci truyền thống mà trước giờ chúng ta đang được dạy ha, chúng ta đang được dạy để mà làm theo là nó sẽ bị lệch và nó sẽ sai ha. Và theo bà là cái cách mà vẽ tốt nhất của Fibonacci chính là cái cách mà họ đã hướng dẫn cho anh chị nãy giờ. Thay vì chúng ta chọn cái đỉnh cao nhất để kéo xuống cái đáy của con sóng, chúng ta chọn cái đỉnh của cái nến khởi đầu con sóng giảm này, tức là cái nến mà bắt đầu giảm phọt xuống ha, bắt đầu giảm mạnh xuống, chúng ta chọn cái đỉnh đó thay vì chọn cái đỉnh trước đó ha. Chúng ta chờ ha, anh chị thấy là giá hình thành một setup fakie giảm giá nè. Đấy, ngay quanh cái vùng, chính xác ngay cái vùng đỉnh 0.618 này, và giá đang giờ đang kịp đảo chiều giảm rồi. Hiện tại thì chúng ta nếu mà bán ha, anh chị phải chờ cho giá chạm lại cái vùng kháng cự này, cái vùng kháng cự quanh 0.6195 nè, và để chúng ta có thể bán phóng xuống. Rồi trên đây là cái video phân tích vàng và forex production. Trong đây họ đã hướng dẫn với anh chị một cái phương pháp vẽ Fibonacci mới ha, phương pháp vẽ Fibonacci hồi quy để cho có những kết quả chính xác hơn và hợp lý hơn. Rồi nếu mà anh chị thấy hay thì nhớ để lại một like, một subscribe kênh và để lại cái cặp tiền mà anh chị ưa thích, nhớ áp dụng thử các phương pháp Fibonacci này xem sao ha. Chúc một anh chị một tuần giao dịch đầy lợi nhuận. Nhớ đeo khẩu trang vô nha anh chị, đang cúm dữ lắm á. Nhớ like và subscribe nữa nha.